Tiếp đi em ơi, hay quá, hay quá. Cho anh nghe tiếp đi. Bài tiếp theo là bài Fortnite đúng không? Rất là, mà cái nhạc này thì đúng là nhạc cocaine rồi, chứ nó không còn đơn giản là nhạc bình thường nữa. Một cái sự đập phá trong tâm hồn và tớ rất trân trọng các bạn. Kính mời ngày mai các bạn biểu diễn lại lần nữa để cho khán giả với lại hai giám khảo nữa xem. Chúc mừng các bạn nha. Bây giờ xuống phòng thăm thôi.